Nha. Có thớt radio dành cho bác nào thích nghe đài đây. Thớt này anh em cắm để lấy tín hiệu FM 108. Nó là FM 108 nên sẽ bắt được rất nhiều kênh đài anh em nhé. Thông tin địa chỉ cửa hàng trên tấm biển màu đỏ kia. Anh em đặt hàng cửa hàng sẽ gói gửi cho anh em. Bề ngang nó tầm 21-22cm. Nó là thớt kích cỡ dạng mini của Onkyo. Và cái thớt này đang chạy điện 220. Đang chạy điện 220 rất tiện anh em nhé. Có tên là 405X 600.000. Hoạt động hoàn hảo, bãi đẹp. Bác nào nghe 408 thì nó là quá ngon luôn. Bởi vì nó bắt nhiều đài. Tần số 89. Bấm vào đây để thay đổi tần số này. 90 này. Và trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập. 91 này. Khi nó có tần số đài hoặc điện thoại di động có kết nối internet mà không cần phải đến trực tiếp. Hiện lực lượng công an đang tổ chức các tổ lưu động thu nhận hồ sơ cấp và tiến hành cấp trả thẻ căn cước công dân gắn chip đến tận tay người dân. Đặt sau 4539. Đường suất âm thanh xuống âm ly. Lấy để bắt anten. Thưa quý vị các bạn, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về việc tập trung ưu tiên 10 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương và trọng điểm kinh tế hoàn thành việc cấp căn cước công dân trước ngày 1 tháng 5 năm 2021, Công an thành phố Hà Nội đang tăng tốc đẩy nhanh tiến độ triển khai chiến dịch thu nhận trên 6 triệu hồ sơ căn cước công dân gắn chip điện tử trước ngày 1. Nghe đài. Hãy tham dự cuộc thi. Điếc tai không hết đài luôn. Người con này 108. Ăn uống. Đấy. Chúng ta ăn uống và cán bộ rất lâu rồi mới có một cái thớt như này thì họ và được giá về nhà cực tốt luôn cho cái việc điều trị. Cực tốt nếu họ có các vi phạm về cách xử